Kính mời bà con theo dõi thông tin thị trường lúa gạo và phân bón. Thưa bà con, như vậy là sau gần 3 tháng liên tục tăng và lập mốc kỷ lục về giá, thì đến nay giá phân vẫn chưa có dấu hiệu chỉnh lại. Như vậy, giá chi tiết các loại như thế nào và ở mức tăng giảm ra sao? Kính mời bà con bắt đầu theo dõi thông tin thị trường lúa gạo và phân bón do công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông thực hiện. Thông tin được cập nhật sáng nay, ngày 27 tháng 10 năm 2021. Thưa bà con, những ngày qua, ở nhiều địa phương xảy ra tình trạng khan hiếm cục bộ một số loại phân, khiến cho giá của phân tăng cao và nhà nông phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn. Chi tiết được cập nhật như sau. Giá phân UD UD Cà Mau 820.000 đến 850.000 đồng trên một bao, UD Ninh Bình giá 810.000 đồng đến 840.000 đồng trên một bao, UD Trung Quốc giá 820.000 đồng đến 860.000 đồng trên một bao. Trong khi đó thì phân DAP sau khi tăng mạnh vào tuần trước thì hôm nay đã bất ngờ chững lại nhưng vẫn còn ở mức cao. DAP Hồng Hà có giá 1 triệu 200 000 đồng đến 1 triệu 250 000 đồng trên một bao. DAP Đình Vũ giá 920 000 đồng đến 970 000 đồng trên một bao. Philippines có giá 1 triệu 150 ngàn đồng đến 1 triệu 200 ngàn đồng trên một bao. Như vậy, thì phân UD và DAP vẫn là hai loại phân có mức tăng cao nhất, dù hiện tại đã có dấu hiệu chỉnh lại. Đối với phân Cali miễn, giá được cập nhật như sau. Cà Mau Phú Mỹ giá 800 đến 830 000 đồng trên một bao. Ba con cò giá 800 đến 850 ngàn đồng trên một bao. Canada giá 800 đến 840 ngàn đồng trên một bao. Trong khi đó, thì giá phân NPK 16-16-8 được cập nhật như sau. NPK 16, 16 8 cà mau giá 640.000 đồng đến 690.000 đồng trên một bao. Việt Nhật giá 710.000 đồng đến 730.000 đồng trên một bao. Phân NPK 20.20.15 ba con cò có giá 870.000 đồng đến 900.000 đồng trên một bao. Bình Điền giá 860.000 đồng đến 890.000 đồng trên một bao. Thưa bà con, nhận định trong tuần này giá phân sẽ tiếp tục tăng thậm chí là có thể tạo nên mức kỷ lục mới về giá. Bà con cũng lưu ý, đây là giá cập nhật tham khảo trên mỗi bao phân 50kg. Giá sẽ điều chỉnh tùy theo từng địa phương và từng đại lý. Tiếp theo, mời bà con cập nhật giá lúa gạo được tổng hợp trên trang báo điện tử công thương. Thưa bà con, cập nhật mới nhất thì hôm nay giá lúa gạo có sự biến động. Cụ thể, giá lúa tươi tiếp tục tăng và ổn định, trong khi đó thì giá gạo nguyên liệu lại giảm nhẹ. Tại An Giang, giá lúa hôm nay tiếp tục đà ổn định, cụ thể như sau. Lúa OM 5451 giá 5.200 đồng đến 5.400 đồng trên 1 kg. Nếp vỏ tươi giá 5.400 đồng đến 5.500 đồng trên 1 kg. Nếp long ăn tươi giá 5.400 đồng đến 5.500 đồng trên 1 kg. Đài thơm 8 giá 5.700 đồng đến 5.800 đồng trên 1 kg. Ôi 18 giá 5.600 đồng trên 1 kg. Tương tự tại các tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, giá lúa tăng nhẹ và hiện phổ biến ở mức từ 5.000 đến 5.100 đồng trên 1 kg với IR50404. OM nó giá 5.300 đồng đến 5.400 đồng trên một ký. Đài thơm 8 có giá 6.100 đồng đến 6.300 đồng trên một ký. Jackmin có giá 6.500 đồng đến 6.700 đồng trên một ký. Trong khi đó thì giá gạo hôm nay bất ngờ sụt giảm từ 50 tới 150 đồng trên một ký. Cụ thể, gạo nguyên liệu ER50404 giảm 150 đồng trên một ký xuống còn 8.350 đồng đến 8.400 đồng trên một kg. Gạo thành phẩm IR50404 giảm 100 đồng, còn 9.250 đồng đến 9.300 đồng trên một ký. Riêng giá thành phẩm IR50404 tăng nhẹ 50 đồng lên 7.600 đồng đến 7.650 đồng trên một ký. Đối với gạo bán tại chợ lẻ như An Giang hôm nay cũng đã vững giá gồm gạo nàng nhen 20.000 đồng trên 1 kg, gạo thơm thái hạt dài 17.000 đến 18.000 đồng trên 1 kg. Dự báo của ngành chức năng thì trong tuần này giá lúa gạo sẽ tiếp tục được ổn định và không nhiều biến động do hoạt động xuất khẩu sẽ được khơi thông khi địa phương đã bắt đầu nới lỏng giãn cách từ đầu tháng 10 và chủ trương nối lại sản xuất an toàn vừa phòng dịch. Cùng với đó, thị trường gạo thế giới bắt đầu có dấu hiệu sôi động trở lại do tình hình dịch COVID được kiểm soát. Còn giá phân dự báo sẽ tiếp tục tăng khi nhu cầu sử dụng của bà con ngày càng nhiều. Thưa bà con, đến đây thông tin thị trường lúa gạo phân bón cho công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông thực hiện cũng xin được khép lại. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Nguồn thông tin được tổng hợp từ báo điện tử công thương và trang thị trường phân bón.com. Hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo. Phú Nông mang đến sự khác biệt.